mời quý vị cùng lắng nghe Tự Tin 2. Mỗi lúc tan ca không thấy ai đón đưa, phải chăng là chưa tìm được ai giống như em muốn chọn lựa? Một người ngọt ngào tựa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn như câu hứa, mãi bên cạnh em và chẳng bao giờ dối lừa. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say, có đâu nào hay ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy. Rồi khi mộng tan thành xuân phai, bấy lâu lựa chọn chẳng có ai, ta xóa ôm bờ vai gầy tháng năm phôi phai. Chậm lại một giây để em nhìn lại người sao như em mơ không tồn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai, em vẫn chưa ưng được ai. Chỉ còn mình anh sao cứ khờ dại, chẳng sao như em mong vẫn ở lại. Chẳng biết anh có bằng ai, như thế đúng hay là sai? Là anh sai vì anh ngày mơ được chung đường với người, còn em sai vì cứ chờ mong chàng trai từ ngôn tình xa vời. Sợ rằng nếu cứ như thế anh sẽ không thể chạy theo em suốt đời, càng sợ em sẽ từ chối khi biết anh muốn ta cùng nhau sống đôi. Vì anh không được như em mơ nên cứ đây ngóng chờ. Chuyện nhân gian người ta thường cho kẻ si tình chính là gã khờ. Ngày tương tư rồi đêm lại nhớ, chẳng biết phải tính sao bây giờ. Chẳng hiểu em có nhìn thấy được nỗi lòng anh hay xả vờ ngó lơ. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say, có đâu nào hay ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy. Rồi khi mộng tan thành xuân phai, bấy lâu lựa chọn chẳng có ai, ta xóa ôm bờ vai gầy tháng năm phôi phai. Chậm lại một giây để em nhìn lại người sao như em mơ không tồn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai, em vẫn chưa ưng được ai. Chậm lại một giây để em nhìn lại người sao như em mơ không tồn tại. Ngày tháng tuổi xanh dần phai, em vẫn được ai. Chỉ còn mình anh sao cứ khờ dại, chẳng sao em mơ nhưng vẫn ở lại. Chẳng biết anh có bằng ai, như thế đúng hay là sai? Xin cảm ơn rất nhiều ạ.